Xin kính chào quý vị. Thế giới 24 giờ qua có rất nhiều thông tin đáng quan tâm. Ngay sau đây là những cập nhật của chúng tôi. Mời quý vị đón xem. Căng thẳng tại Biển Đỏ thời gian qua vẫn tiếp tục leo thang khi Houthi liên tục tấn công các tàu hàng đi qua khu vực, gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ về tài sản mà còn cả về người. Trong tuyên bố mới nhất, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng hơn 400 quả tên lửa và máy bay không người lái UAV tấn công các tàu trên Biển Đỏ và Biển Ả Rập trong gần 4 tháng qua. Cụ thể, trong một tuyên bố trên truyền hình, thủ lĩnh nhóm Houthi Abdul Malik al-Houthi nói rằng nhóm vũ này đã tấn công tổng cộng 61 tàu trên Biển Đỏ, Biển Ả Rập, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandeb kể từ khi bắt đầu hoạt động quân sự nhằm vào tuyến hàng hải tại các khu vực này vào cuối tháng 11 năm 2023. Người đứng đầu nhóm vũ trang đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ Yemen, đồng thời khẳng định chiến dịch không kích của Liên quân Mỹ, Anh vào Yemen thời gian qua chỉ khiến nhóm này trở nên mạnh mẽ hơn. Khoảng 1.5 tháng sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào dải Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Houthi liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và xuồng tự sát nhằm vào các tàu trên Biển Đỏ và khu vực lân cận. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tuyên bố hành động tấn công này nhằm gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza. Gần giữa tháng 1 năm nay, Mỹ cùng một số đồng minh phát động chiến dịch không kích vào Yemen nhằm mục tiêu triệt phá năng lực tấn công của Houthi. Tuy nhiên, theo đánh giá độc lập, chiến dịch không kích chưa làm suy giảm đáng kể năng lực quân sự của Houthi. Viễn cảnh về một Biển Đỏ, lặn sóng ngày càng trở nên xa vời khi mới đây, lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa sẽ tiếp tục nhắm vào tàu Anh sau khi lực lượng này tập kích tên lửa khiến tàu Rubima của London chìm ở Biển Đỏ vào hồi tháng trước. Cụ thể, Hussein al-Ezzi, phó lãnh đạo cơ quan ngoại giao trong chính quyền do Houthi dẫn dắt ở Yemen, viết trên X ngày 3 tháng 3 rằng Yemen sẽ tiếp tục đánh chìm thêm tàu Anh sẽ phải chịu chi phí cho mọi hậu quả hay thiệt hại. Đồng thời, al-Ezzi mô tả, Anh là một quốc gia tồi tệ đã tấn công Yemen, phối hợp với Mỹ tài trợ cho những tội ác nhằm vào dân thường đang diễn ra ở Gaza. Trước những lời cảnh báo của phó lãnh đạo lực lượng Houthi, giới chức nước Anh chưa đưa ra bất cứ bình luận nào. Thêm vào đó, được biết cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi chính phủ Yemen được quốc tế công nhận thông báo tàu Anh Rubima bị bỏ lại ở khu vực Biển Đỏ sau khi bị Houthi tập kích ngày 18 tháng 2, đã chìm trong đêm 1 tháng 3. Quân đội Mỹ xác nhận thông tin cảnh báo về thảm họa môi trường do tàu chở lượng lớn phân bón, hóa học. Rubima là tàu đầu tiên bị chìm kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông. Houthi đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Yemen, trong đó thủ đô Sanaa. Nhóm đối đầu với liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu, bên can thiệp vào Yemen từ tháng 3 năm 2015 nhằm khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận Tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi. Lực lượng này gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ sau khi chiến sự ở Gaza bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023. Các đợt tập kích của Houthi khiến nhiều công ty vận tải ngừng cho tàu hàng đi qua Biển Đỏ và chuyển sang tuyến đường vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi với quãng đường dài hơn và chi phí cao hơn. Mỹ và Anh bắt đầu tập kích các mục tiêu ở Houthi ở Yemen vào hồi tháng 1 để đáp trả, song chưa thể ngăn chặn lực lượng này tiếp tục tập kích tàu hàng. Để đáp trả hàng loạt vụ tấn công của Houthi trên Biển Đỏ, trên tài khoản mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo vừa phá hủy một loạt vũ khí của lực lượng Houthi. Cụ thể, bài đăng trên mạng xã hội X cho biết vào ngày 26 tháng 2, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 45 phút tới 23 giờ 45 phút giờ Yemen, CENTCOM đã phá hủy 3 tàu mặt nước không người lái USV, 2 tên lửa hành trình chống hạm di động ASCM và một máy bay không người lái tấn công một chiều UAV. Mục đích của CENTCOM khi phá hủy số vũ khí trên của Houthi là để tự vệ. Vũ khí USV và ASCM đã được Houthi chuẩn bị sẵn sàng để phóng về phía Biển Đỏ. Còn chiếc UAV đã được phóng đi, lực lượng CENTCOM đã xác định các USV và tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen cũng như xác định được chiếc UAV trên Biển Đỏ, đồng thời khẳng định rằng số vũ khí này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu thương mại và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Theo CENTCOM, những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho các vùng biển quốc tế an toàn hơn, an ninh hơn với các tàu thương mại cũng như tàu hải quân Mỹ.
Trước đó, vào ngày 24 tháng 2, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào 18 mục tiêu của Houthi tại Yemen sau nhiều tuần phong trào này liên tiếp tấn công nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải trên Biển Đỏ. Theo một tuyên bố chung của hai bên, các cuộc tấn công đặc biệt nhắm đến 18 mục tiêu của Houthi tại 8 địa điểm ở Yemen, bao gồm các kho cất giấu vũ khí, các máy bay tấn công không người lái, hệ thống phòng không, radar và một trực thăng. Tuyên bố cho biết thêm, Houthi đã thực hiện hơn 45 cuộc tấn công vào các tàu thương mại và hải quân kể từ giữa tháng 11 năm 2023, tạo mối đe dọa đến nền kinh tế toàn cầu cũng như an ninh và ổn định khu vực. Điều này đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Truyền thông của Houthi cùng ngày cũng đã đưa tin về hàng loạt cuộc không kích vào thủ đô Sanaa. Đợt không kích mới này là đợt tấn công lần thứ hai trong tháng 2 này của lực lượng Mỹ, Anh và là đợt thứ tư kể từ khi Houthi tấn công các tàu trên Biển Đỏ. Sau các cuộc tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố nước này sẽ không ngần ngại hành động khi cần thiết để bảo vệ sinh mạng và dòng chảy thương mại tự do ở một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mỹ cảnh báo Houthi về việc lực lượng này sẽ phải tiếp tục gánh chịu hậu quả nếu không ngừng các cuộc tấn công bất hợp pháp gây tổn hại cho nền kinh tế Trung Đông, gây thiệt hại về môi trường và làm gián đoạn việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Yemen và các nước khác. Đợt không kích mới nhất diễn ra sau khi tuần này, một số tàu thương mại bị tấn công trong khu vực, bao gồm cả các vụ tấn công Rubima chở 41.000 tấn hóa chất trên vịnh Aden hôm 18 tháng 2. Thủy thủ đoàn đã phải bỏ lại con tàu sau vụ tấn công đã xuất hiện vết dầu loang dài tới 29 km. Ngoài các hoạt động chung với Anh, Mỹ còn thực hiện các cuộc tấn công đơn phương nhằm vào các vị trí và các kho vũ khí của Houthi ở Yemen, đồng thời bắn hạ hàng chục tên lửa và máy bay không người lái ở Biển Đỏ. Cùng ngày, CENTCOM cho biết đã phá hủy 7 tên lửa hành trình chống hạm mà Houthi lên kế hoạch phóng vào các mục tiêu ở Biển Đỏ. CENTCOM nêu rõ họ đã xác định những tên lửa này ở các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen và là mối đe dọa đối với các tàu thương mại cũng như tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Trước viễn cảnh Biển Đỏ liên tục dậy sóng bởi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, vào ngày 27 tháng 2, Mỹ và Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức trong lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, và một nhân vật cấp cao của lực lượng Houthi tại Yemen. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson nêu rõ trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa đến an ninh của thương mại quốc tế, Mỹ và Anh sẽ tiếp tục ngăn chặn các nguồn tài chính cho hoạt động gây bất ổn này. Trong khi đó, chính phủ Anh tuyên bố sẽ trừng phạt nhân vật phụ trách an ninh của Houthi vì đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của Yemen khi hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ. Ngoại trưởng Anh David Cameron coi các cuộc tấn công của Houthi là mối đe dọa đối với tự do hàng hải. Danh sách trừng phạt lần này gồm Phó Chỉ huy lực lượng CAS của IRGC Mohammad Reza Falazadeh và nhân vật phụ trách an ninh của lực lượng Houthi Ibrahim al-Nasiri. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với khách TSCPIN Corp có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc, chủ sở hữu con tàu được dùng để vận chuyển hàng hóa của Iran. Lực lượng Houthi đã liên tục tấn công tàu thuyền tại Biển Đỏ và các vùng biển xung quanh kể từ giữa tháng 11 năm 2023 nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza. Kể từ đầu năm nay, Mỹ và Anh đã tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi nhằm ngăn chặn lực lượng này tiếp diễn hành động tấn công trên Biển Đỏ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.